Váy là món đồ không thể thiếu của chị em phụ nữ. Một chiếc váy có đệm mút ở ngực sẽ giúp các nàng giảm bớt phụ kiện trên người thì quả là đáng mặc phải không nào? Nghe đến đây thì mình chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng, ôi để may ra được một chiếc váy như vậy cần khá nhiều vật liệu và kỹ thuật may phức tạp. Không sao đâu, trong clip này mình xin chia sẻ cho các bạn một bí kíp biến áo tập thành váy trong vòng 5 phút thôi. Nào các bạn hãy cùng mình theo dõi clip hướng dẫn nhé. Trước tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc áo tập 3 lỗ hoặc 2 dây tùy ý. Chú ý là áo đã có sẵn phần mút đệm ở ngực rồi nhé. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh vải thô kích thước là 140cm x 55cm. Bây giờ chúng mình hãy cùng bắt tay vào may váy này. Bước đầu tiên các bạn hãy vặn chỉ thưa ra rồi may cách mép trên của vải là 0,7cm. May hết chiều ngang 140cm của mảnh vải này nhé. Sau đó các bạn rút nhún đều như thế này. Chú ý là ướm với phần ngang của áo tập để phần trên được may vừa vặn hơn. Tiếp theo các bạn đi máy sườn thân váy. Rồi vắt sổ đường vừa máy. Và vắt sổ gấu váy. Sau đó thì luồn mặt phải của áo tập vào bên trong, máy ghép với đường bổ của thân. Rồi các bạn lại đi vắt sổ đường vừa máy. Cuối cùng là bước gập gấu váy. Ở đây thì các bạn hãy máy gập gấu là 0,5cm nhé. Nếu bạn nào cẩn thận thì chúng ta có thể gập 2 lần gấu. Vậy là chỉ cần vài bước may đơn giản, các bạn đã tự tạo cho mình một chiếc váy có mút đệm ngực từ áo tập rồi đấy. Kiểu váy này nếu như các bạn khéo chọn lựa họa tiết vải bên dưới sẽ không chỉ mặc ở nhà mà còn diện được khi dạo phố đấy. Clip hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hữu ích với các bạn thì hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Tôi là Minh Hằng và các bạn đang xem clip hướng dẫn may từ atcutoi.com.